chỉ xem ở chỗ nào, cây nào, cây cây nào, cây nào, đâu chỗ kia, hướng nào, chỗ kia đúng không, chỗ ngọn cây tre bên kia đúng không, không không, đây là cái cây lá, ờ bên hai cây trắng trắng kia đúng không, à thế là thế... hai cây trắng trắng nào nhỉ, thế thì cái nhà nó vặn sang góc bên kia rồi nhá. Rồi, bây giờ là anh em thợ đang vào đến đây rồi. Lạnh ấy nhỉ? Vào đây lạnh ấy nhỉ? Đi đo luôn. Dưới thôi, dưới thôi. Chưa đến đây bao giờ à? Thế nhà cỡ ai làm nhỉ? Có biết là đường dưới có một đường không? Đây, xử làm đường cao tốc đi lên rồi. Đợi cả sáng đến giờ mới thấy về đến đây. Lạnh thì muộn mà. Này, thấy đường cao tốc chưa? Do mưa gió quá nên là anh em bây giờ mới đến đây. Sáng nay đi mấy giờ? 9 giờ xuất phát từ nhà về. 9 giờ. Bây giờ 10 giờ 25. Vừa tới. Nãy bảo anh Sử đi vót cây đợi rồi. 10 rưỡi rồi. Vót cây các thứ đợi rồi. 10 rưỡi luôn thật. Đấy, chị nhá. Được không? Vót vót được nhiều cây chưa? Được rồi mà nhỉ. Có ra thêm được không? Được được được. Ôi đá hồng luôn nhỉ. Bằng mặt đất được rồi, hả sư ơi? Hả? Bằng mặt đất được rồi. Bà đất được rồi. Mai mình sẽ móng lên cao bằng mặt đất xong mình đổ đằng lên mà. Nữa phải đập. Nhưng mà chỗ kia nó vẫn phải xuống thêm một xíu nữa đúng không? Tức là nguyên cái đá này là xây móng là gần như ok rồi nhỉ? Chưa, làm gì đủ. Ở bên kia có sót có mỗi một tí thôi. Đấy, mấy cục kia ra nữa là ok đấy. Đỡ phải bê bên kia về sửa. Bây giờ được một khối rồi. Chỗ đấy bề mặt thêm một tí nữa thôi anh Sử ạ. Không cần nhiều đâu. Ui giời. Xem bên này một tí xem nào. Quá tiện rồi. Bên kia có ra không? Ra chứ nhỉ? Bên kia vẫn ra mà nhỉ đúng không? Ra mà. Đấy. Đã không thành phố luôn. Nhìn có vẻ dễ nhưng mà khoai phết đấy. Không dễ đâu. Không dễ thật. Thôi bắt đầu rồi nhỉ? Đo luôn à? Anh em thợ bắt đầu rồi. Đấy, anh Sử ơi. Anh Sử. Sử ơi. Sử thôi. Máy thôi. Thôi tí nữa, tí nữa. Cho mấy anh em đập bên xem kia chưa đã. Xem nhà hướng cửa đi đâu nào. Để cho anh em thợ còn biết nào. Xem nhà cửa hướng như thế nào để còn biết. Bây giờ là cùng với hướng với nhà của anh Cớ đây đúng không? Đúng rồi. Phải không? Đúng. Làm đầu nào, làm đầu bên này, đầu này. Hả? Bây giờ theo nguyện vọng của anh Sử ấy, làm giống như nhà của anh Cớ luôn. Đấy. Xong rồi là chiều dài chiều rộng, số đo tương ứng. Bên này thì là 2 buồng, bên này thì là 1 buồng. Phòng ngủ để đằng sau. Đấy. Chứ còn đằng trước ấy để trống không, xong rồi để một lối đi lại thôi. Tới này mình xây thì mình tính tiếp. Đấy là yêu cầu như thế thôi. Nhưng mà nhà ấy, làm đầu bên này. Kéo sang bên này. Nhà kéo sang bên này. Kéo sang bên này. Làm từ đâu sang bên được. Không, kéo đến đâu, kéo đến đâu. À cớ đâu? Tráng à cớ đâu? Đi vào đây xem nào, đất đai đến đâu không. Xuống mấy cớ. Lo na. Không đủ anh ơi, không đủ diện tích. Kéo từ đây sang bên kia không đủ 10 mét. Phải sang đây, phải kéo sang đây thêm một tí nữa. Có nghĩa là tới này là mình chỉ có một đấy, cái hành lang thôi đúng không? Đến đâu cho A Sử đất đến đâu, đất này của cớ của Sử. Hành lang mai để quý. Không, à? Để bên này để cái lối, ví dụ như mà đi nhà cớ uống rượu về thì còn có cái đường này để mà đi chứ chả nhẽ lại đi vòng ở dưới kia đúng không? Thì vẫn phải để chừa khoảng tầm 1 mét. Vẫn để phải để 1 mét chứ. Thì ở bên kia cũng được 1 mét. Đấy cái nền nhà của anh thế thôi, cái nền nhà ở đây thì cái chiều dài là 12 mét 2 thôi.
cắm thử một cọc lấy thước mét đo một mét để hiên bên này đi. Để một mét thôi, để một mét thôi. Chừa ra một mét đi để một mét đến. Đúng rồi, đúng rồi. Đóng một phát đây luôn nhé. Không, nhưng mà đằng sau này là một mét thôi. Đằng sau này cũng một mét thôi. Đằng sau cái tường là vào đây này. Cái tường vào giữa bên này, cái móng nó cũng phải vào đây này. Đấy. Bây giờ Toan thử đo xem nào, đo cả nền nhà là bao nhiêu mét đó. Đo nền nhà. Đo. Đang đóng cọc này xong rồi đo sang bên kia đó. Thì cũng được. Xong rồi đây đo chiều rộng xem nó là bao nhiêu mét để còn biết. Chưa lấy vuông nữa. Được. Hàng này gì? Quên cái thước dây rồi. Ồ, thước này thì làm bao nhiêu lần mới được 10 mét đấy? 2 lần. Không nọ làm bể còn bảo đầu tư 80 cần tiếc lên tiếc xuống kìa. Bảo sót hết cả tim. Mua cái thước mét này rơi hết cả nước mắt đấy. Đây là bao nhiêu? 6 mét à? 5 mét. Đến đây. Cho nó thẳng một tí, chéo quá, cho nó thẳng. Cho vừa đá thì cũng được. Đến ngay chỗ này luôn. Đến đâu? Đóng cọc vào, cỡ đóng cọc vào. Hả? Ờ, đấy. Búa đâu nhỉ? Thế là mình lại là nhân viên phục vụ chuyên mọi việc sai vặt. Đấy, thì bên này nó cũng dư khoảng tầm hơn 1 mét thôi, đúng rồi, cân luôn nhỉ. Mỗi bên 5 phân. Như này cân luôn. 10 mét 1. Mình phải đào 10 mét 1. Đào hơn 1 tiếng rồi. Đào tí mình quanh như này. Đấy. Thế nhá. Được như thế nhá. Rồi bây giờ kéo chiều rộng thế nào? Không, nhưng mà lấy tí nữa mới lấy hướng sau đúng không? Thử chiều rộng thế nào? Thử chiều rộng 6 mét thế nào? Từ từ cột cái xuống này. Đây. Từ cột này xuống à? Không, cứ tả ly ở đâu cho 7 mét đi, trừ 1 mét cho 7 mét đi, tả ly ở đâu? Không, thế thì phải đo cọc bên kia. Phải đo cọc bên kia không thì cái bên này nó vướng đá, sợ tới này nó không chuẩn. Sang bên kia, sang bên kia. Rồi, ok, bên này cũng được. Bên này cũng được. Tí còn liên quan nó vuông hay không vuông nữa mà, nền nó vuông hay không vuông nữa. Đúng rồi. Nào, đo ở dưới cọc xem nào. Đúng rồi. Phải đo từ bên này không là cái tường, cách cái phần tả lý nó ít quá. 6 mét đến đâu? 6 mét nhỉ? 6 mét chứ, định lấy 7 mét à? 7 mét làm gì ai xử còn đất nữa. Đấy, đến đây anh Sứ ơi. Tới này cái tường nhà nó sẽ ở chỗ này. 7 mét cũng được. Từ chỗ này sang bên kia. Không khỏi lấy. 7 mét thì thôi. Cái thước này mình mua 7 mét dưới, mình lại kéo 7 mét, mình cho dư 50 phân. 6 mét ở đây à? Bên này là còn trừ khoảng độ bao nhiêu mét? Đo thử bên này được khoảng sân được khoảng mấy mét? 3 mét 1. Được khoảng 3m1, 3m2 đấy. Như này cũng đỡ hơn đợt trước rồi. Ui, sân này quá rộng quá, sân này thoải mái rồi. Rộng hơn nhà cỡ rồi. Máy cày cũng được rồi. Bao nhiêu? 3m dưới. Ây da. Thì hôm qua phụ nữ đào lên trên thêm một tí rồi. Đúng không? À, cứ tính thoáng cho anh xử một tí rồi. Đằng sau thoải mái thôi đúng không? Này, cái cọc lên. Rồi. Cọc, đóng vào đây. Đóng vào tim mình đi. Như này loảng ngoảng phết nhỉ, đi lại lại. Đây. Nào, tìm bây giờ lấy hướng nhà xem. Đây nhé, đóng rồi. À, cớ lấy hướng nhà đi cớ. Xem hướng nhà lấy, à đâu, à xử chứ quên. Từ xem hướng nhà lấy đi đâu em. Đây này, cho cái hướng ngôi nhà của em ấy. Ờ, hướng nhà lấy đi đâu. Bây giờ nhìn hướng như thế này này, giống như mọi hôm mình làm nhà cớ, nhà xính à, hiểu không? Từ đây đi làm mình lấy, hướng đi đâu đi, bây giờ cũng vậy. Đây, nhìn sang, nhìn chỗ của em đây này. Xíu nữa căng cước xong rồi. Đây, nhìn thẳng đứng giữa. Dạng hai chân như thế này. Nhìn thẳng, thích lấy đi đâu? Hả? Thích lấy đi đâu? Bên này đúng không? Bên này. Hả? Bên này nữa à? Chỉ xem. Chỉ xem ở chỗ nào, cây nào. Cây nào. Đâu, chỗ kia. Hướng nào? Chỗ kia đúng không? Vâng. Chỗ ngọn cây tre bên kia đúng không? Không, đây là cái cây lá. Ờ. Bên hai cây trắng kia đúng không? À, thế là thế... Hai cây trắng nào nhỉ? Thế thì cái nhà nó vặn sang góc bên kia rồi nhá. Ờ. Vặn sang cái góc bên kia rồi. Đấy. Nếu mà anh lấy sang bên kia là nó vặn đi cái chỗ kia, anh lại phải làm chỗ kia thêm nữa. Đằng trước của anh là
chỗ to chỗ bé đấy. Tùy gia đình lấy đi chỗ nào thôi. Chứ còn xem thấy được thì được, không thì lại phải lùi sang nhà sang bên này một tí, đúng không? Xem nghiên cứu cái hướng xem nào, xử xem cái hướng xem nào. Chốt ok là rác bột là xong đấy. Nhìn thẳng trước xem nào. Xem hướng đi được chưa? Không, nhìn bây giờ là nhìn hướng đi đâu. Đấy, theo sang bên này một tí nữa và thế. Hướng nhà của em ấy, hiểu không? À cơ, giơ cái kia ra đóng vào bên cạnh. Úi, không giơ được. Được này. À được à? Được. Giờ đi bây giờ có đấy không? Được không? Cái này là cái của đồng bào người dân tộc Mông khác đấy. Cái ngăn gần đấy rồi mà. Một tí nữa. Cắm bên này để cho đỡ vướng. Dọn một tí xem nào. Cắm sang bên này ấy. Ok đấy nhỉ. Ok rồi. Ok rồi. Không nhưng mà phải chuẩn nhá. Lấy hướng nhà đấy là tùy theo các anh quan niệm như thế nào, lấy hướng thôi nhá. Sang bên nào nữa bảo nhá. Thôi. À thế là đến cái ngọn cây kia đúng không? Dạ. Ngọn cây kia đúng không? Cái hướng nhà cũ là mình đi đâu? Thế vẫn như thế chứ. Anh Thắng dọi cái xem nào. Dọi xem nào anh. Chuẩn chưa? Bây giờ là lấy tạm thời như thế đã. Đầu tư cái kìm cắt cước ấy, không dám. đầu tư có thu hồi lo gì. Như này liệu có cân được cái nền nhà này không nhỉ? Nào anh Thắng xem nào. Anh Cao Văn Thắng xem vào hướng nhà A Sử như này được chưa? A Sử quyết định như thế được chưa Sử? À, Cớ có biết xem không? Cớ biết xem vào hướng nhà không Cớ? Đây là hoàn toàn là cho tự thoải mái. Nào xem nào. Xem ký ra một lần nữa xem nào. Cớ xem hộ tư vấn cho A Sử nào. Cái cây kia kìa. Đúng rồi, cái ngọn cây bé bé kìa. À ngọn cây to kìa. Ừ, đúng rồi, ngọn cây to kìa. Đấy. Thì hôm nọ làm nhà kia nó cũng vậy thôi mà. Đấy cái tường nó cũng chạy như này này. Nó Sứ, lấy ra hướng đấy mà. Ra xem hướng nhà xem lần cuối một lần nữa xem nào được chưa? Chốt chưa? Để anh em thợ còn biết đo cho nó vuông. Bây giờ cứ phụ anh em thợ làm cái này đi. Đi xem cùng với Sử xem được chưa? Đứng ở chỗ Sử xem nào. Được rồi. Hả? Ok chưa? Ok rồi. Xem nào. Ok rồi. Chuẩn bị đi lấy xe rùa đi lai về một xe bù đá. Rắc vào. Ở đây. Sang bên này thêm tí. Rồi bây giờ là đi lấy xô về đi em. Lấy xô về đi lấy bột đá về. Bởi á? Là chuẩn bị rác thôi, quyết định như thế nhá. Xô ngoài kia, xô ngoài kia. Có cái gì không được thì bảo nhá. Bảo cái này thì phong tục em làm như thế này nhá. Đây đường men mút. Anh Sử nhá. Cái gì bảo vướng là không được là bảo không được nhá. Không là mấy nữa dựng nhà lên là khó để thay đổi nhá. Đấy, quan trọng vẫn là các anh ở thôi. Chứ bọn em thì cũng chẳng ở ngày nào đâu. Đưa dây cướp vậy nhá. Nhìn phong cách kiểu chất là chất dở. Cây có cuốn vào cái này cuốn. Mấy hôm nữa nó héo rồi. Chưa có. Mỗi người một việc cũng nhanh chứ không tháo được. 6 mét đúng không? Đây. Cứ đo từ cái cước kia về 5 mét 5 phân đấy. À 5 mét 5 phân à? Nào cầm cước 5 mét 5 phân. Nào đây cầu về nào. Bước cả cái kìm cắt cước về. Ồ. 5 mét 5 phân. Con này 5 mét 5 phân được không? Đây, 5 mét 5 phân đây.
Mình lên trên cho vào đúng chuẩn cái dây của nó đi. Nhà mà máu à sửa để cao cao lên không tí nó lại dịch cái chỗ buộc kia đi nó lại lệch 55 phần. Vuông vuông quế lên trên nữa đi, trên nữa đi, trên nữa đi, trên nữa đi, không phải thế đâu đâu chưa kéo kéo rồi cho cao lên, cho cao lên. Hôm nay già cậu và Tuấn là một người 300 tiền đâu đàng nhá. Kỹ sư bản. Kỹ sư bản ra tay. Bây giờ kéo 6 mét luôn, có cần kéo. Kéo 6 mét trên cái xuống phát ạ. Ừ, thế thế. 6 mét 10 phân. Đây buộc rồi. Má của nó mà cắt ngon, má ngon. Bên kia nhá. Bên kia nhá. Bên này lấy dây trước về buộc phát. Lấy cái dây dây gì nhỉ? Không, không lấy gì, không lấy gì đánh dấu à? Chỉ cắt rồi. Được xuống đây. Được mà, cái này là nghề của mình mà. Ta lại mà. Không, nhìn chéo chéo thì. Chỗ này, chỗ nào đấy? Ờ, chỗ đây, 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 đấy, chỗ mũi bàn chân luôn. À. Ủa nhỉ? 5m dưới đâu, 55 phân đâu. Đây rồi, đây rồi, đuôi. Rồi, cậu lại lên chơi tiếp. Lại đo 6m10 phân. 6m10 phân nhỉ. Ok. Rồi bây giờ bên này bộ vào. À 6m10 phân bây giờ. Nào, đi lại đi bên kia 6m10 phân kia. Tiếp. Đo cái buồng luôn đây đi, tiền đỡ phải đi lại nhiều. Từ lấy buồng nhà đó. À lấy buồng nhà đó. Lấy được 4 góc nhà đó. 6m10 phân, bắt đầu. Bên này rất là trước. Hả? Không. Đây. Tìm xuống. Về đây trước của mình đây. 6m10 phân là ở đây chứ. Dưới kia là 5m5 phân thôi. Đấy, bây giờ đo nhìn to nhìn. Từ từ cái này đã. Ông phát đi. Để phải kéo ra giữa chứ, kéo ra dưới chứ, tí cước chạy mà. Ờ à, bên kia đôi. Nó bên đó. Thôi cho mày cắn đứng rồi đấy. Nhìn cao thì mình cắn. Chị phần á? Kẹp phát. Hả? Kẹp phát á. Từ từ. Cho vào giữa thôi. Từ. Chỗ góc kia là chỗ tuốt dây điện mà. Đấy. Tính nha. Từ từ nhá. Được chưa? Chưa. Hết sức bình tĩnh. Mua cái kìm nhiều tác dụng thế này, vừa lắp điện này, vừa làm thợ xây này. Kèm cả thép ly đấy. Dán xì phấn lên đi. Ở cho cả hình riêu. Tải thân. Đóng chéo này, nó vẫn ra được mà. Cho nó hai vòng. Thế thì mình ngồi ở đây sưởi ấm đã. Ngồi xa ra, tí nữa áo da cháy đấy. Ui, bỏ ra, xin bỏ nhá. Ui, dính đá luôn rồi. Thế phải lấy dây cước, phải căng dài rồi. À, xử lấy một viên đá này. Đây, cái viên này đi. Không, cái này đóng tạm thôi. Đỡ nó, tí rắc một phân nó mới biết. Đóng vào chỗ đấy chứ. Cho vào chỗ buộc kia xem nào, nó mới vuông. Đây, ớ. Lấy về để cho nó đỡ phan, để tí mình ráp bột đã. Đây này, anh xử để cho nó chiều này này thì nó mới đẩy sang được. Mày càng đẩy quá.
6 mét bao nhiêu? Phân không để lệch ly nào chứ. Rồi, được rồi. Tí rắc bột tới này còn phải đo chán. Bộ cái này khác. Đo bao nhiêu lần thì mới xong cái nhà cơ mà cũng phải là. Sao, 5 mét 10 phân. À, 5 mét 5 phân. Ừ, 5 mét 5 phân. 5 mét 5 phân kia 4 mét mà. 5 mét 5 phân. Ồ, đây này. Lại ở đây. Bảo rồi. Đúng vào cái hòn đá luôn. Cứ đóng. Tài. Không, thế phải dịch ra. Dịch chiếu cước rồi. Nối cước. Nối cước à? Công ty tiết kiệm đấy. Thấy chưa? Công ty tiết kiệm đấy. Đúng vào cái hòn đá ấy. Công ty này tiết kiệm quá. Mua 10.000 cước á, rơi hết cả nước mắt. Đau lòng nhỉ. Thế thì vẫn phải đo thế lần nữa à? Nào. Lại đo phát, lại đo trên xuống phát. Thế thôi, bây giờ cứ đo chiều dài xem đây có đủ không đã. Được mà. Không tí. Phải xuống đây. Thở mát đi, tha hồ đi. Ủa, tung từ từ cắm ra. Được rồi. Okay. Được rồi. Đo từ bên kia về 6 mét. 5 mét. Ăn. Tí nữa đo lại không đến 5 mét 5 phân đâu mà. Ui, mày thế 5 mét 10 phân đây này. 10 phân rồi, 5 phân thoải mái rồi. 5 mét 5 phân chứ, 10 phân gì? Ừ, 5 mét 5 phân. Từ nhá. Ok. Bây giờ có khả năng là xử rác được. Được. Rác được rồi, đường này lại rác được rồi. Đường này. Đường giữa này. Đường giữa thôi, đường giữa đường tim nhà mà. Tốn mất bao nhiêu công đập bộ đá. À đâu nhỉ, bây giờ buồng là 3 mét buồng, à? Buồng tí là còn chia tiếp. Chia buồng luôn đi nhỉ. Chia buồng cho đều bằng nhau hết đi. Ba buồng buồng 3 mét đi. Đây này. Vàng phết rồi luôn. Ừ. Ôi rồi nhà 10 mét thì hết đất luôn rồi. Thế thôi, làm to thế thôi. Nhù, cũng rộng đấy nhỉ. Nhìn rộng nhỉ. Cảm giác nhìn rộng nhỉ. Đúng không? Ừ. À, có khi nào nhầm thật không đấy? À tí nữa chia buồng mới biết được. Rộng quá là tới đây làm là không có tiền để trả đâu đấy nhá. Cuối năm mới trả đấy. Cuối năm cũng không có gì trả đâu. Làm hai tầng đi. Làm hai tầng nữa đi. Ủa cắt cái dây kia đi. Đây. Bảo rồi, tí nữa đằng nào trả công 300.000 mỗi hai cậu cháu mỗi người 150 thôi. Được chưa? Được ngay. Thế bảo 300, mỗi người 300. À thế à, nhiều thế cơ à? Kia là tim nhá. Còn tim không? Không, 3 mét chưa? 3m5 phân. Ờ 3m5 phân. Ừ ừ. Đấy. Bên nào cũng như nhau đi để tới này cái cửa sổ nó mới bằng nhau được. Ừ vâng. Nhà ai xử không làm buồng to buồng nhỏ giống như kiểu nhà cớ nữa. Mày nói à? Đừng bằng nhau đi. Cho buồng bằng nhau hết. Không có ưu tiên cặp đôi gì hết. Đấy. Đây làm gì? Đây trước đó 3m5 phân đó. Bên này. Bên này đó. À lấy được thẳng á? Ừ. Bên này thì cũng 6m10 thì cũng 3m5 phân mà. Đây. Đỡ phải căng cước tí, căng thước xong rồi là ấy luôn cũng được. Rồi, ok. Được chưa? Rồi. Nào, đây đi. 3m5 phân tiếp tục đi. À, thôi bây giờ cái buồng này để to một tí đi. Kéo sang bên này một tí. À? Để tới này mình làm cái cửa nó bị lệch tâm nhau một tí thì nó mới được. Kéo hẳn sang đây đi. Thế cho nó bé một tí à? Cái buồng lại cho to. Cái buồng này cho to một tí. Buồng này cho làm buồng chính đi. Ừ thế chứ dịch ra. Thì tới này mình làm cửa ấy thì nó đó, mới không trên xuống. Nó không bị đối nhau. Đó trên xuống đi. Đúng không? Ừ. Thì ưu tiên cái buồng này cho, to hơn một thêm một xíu. Cho 3m3m rưỡi à? Cho thêm 15 phân nữa đi. Phân thì đáng kể gì? 15 phân nó đáng kể chứ. 15 phân là 3m2 nhá. Cho 3m2 đi. Ừ, đây. Đúng rồi. Mình làm 3m2 có dở không?
xem nó còn liên quan một đây là tim thôi, bây giờ là tim thôi, không thể sau này nó à tới này nó có liên quan đến cái mái không, cái mái thì mái thì cái nhọn mái thì cái này ảnh hưởng gì, mái này cái này mình không chạy xe lên cao đâu mà không nóc là ở đây mái hay mái nóc là ở đây. Ừ. Giúp một tay sư bố kia sư làm người thua cuộc. Xong sớm nghỉ sớm, xong muộn vẫn nghỉ sớm. Muộn vẫn nghỉ sớm. Ừ. Rồi, được rồi. Sứ ơi, à cơ ơi. Hồ sử ra rác bột lên đây đi. Sứ to bằng đấy. Tầm này này. Tầm 20 phân này. Bà rồi. Mình vẫn làm được mà. Á sử không phải là không cho làm đâu. Như thế. To to thêm một tí cũng được. Tới này mình đào được mà. Cho nó thẳng thẳng một tí. Ấy, sắp cong rồi đấy anh cứ ạ. Để đào to một tí cũng được. Từ từ nhá. Còn là tại nó không thẳng. Còn là tại nó không thẳng. 35 phân nhỉ. Nhớ đi. Ok. Rồi. Đẹp nhất. Một tí là xong ngay rồi. Hai buồng này bằng nhau. Nó đi, ôi từ, nhà lại. Ok, hòn đá ma bây giờ. Hòn đá ma. Bây giờ cậu cháu mình xem cái buồng ở dưới này xong có bằng nhau này. Sang chỗ buồng bên kia. Đâu nhỉ? Thêm tí. Rồi, úi giời zin. 4 mét tròn. Được. Thực tế luôn. Từ dưới phát. Phòng khách 4 mét. Đường 3m8 thôi. Gần 3m8 thôi. Trừ đi 15 phần mỗi bên. Chịu ít gạch à. Rồi. Kéo rắc cái luôn nhỉ. Đó. Nào. Bây giờ cậu nhúc lại lên trên cái tiếp. Cầm lên tiếp. 3 mét đúng không? 3 mét 5 phân là đó. Rồi, đây như vậy. Rồi. Căng thước luôn đi, căng thước luôn trong ngoài rắc luôn. Thước đây căng vào đây. Cái này là... Đây nhá, đến đây nhá. Tầm khoảng tầm này. Quê, cho ra ngoài. Ra ngoài thêm. Nữa đi. Ok, nữa đi. Thêm tí nữa. Ok. Đừng ai nói mình là đang quái phân đạm vào lúa nhá. Này quái đi này như cái lao như kiểu này. Mình đang rác bột mà. À đều tay thì nó mới còn gọn được. Ui. Rồi sang bên kia một tí. Mới bên người na phơ. Đông người làm gì cũng nên nhỉ. Là tiếp tục xoay ngang kiểu này đi. Dạ vâng. Quế về đây đi lại con. Trên chưa, dưới trước đi nhỉ. Nữa đi. Cậu xuống nữa đi. Xuống nữa. Rồi. Này là nhiều đấy. Rồi ok. Xong rồi mấy nữa méo hết. Không bao giờ méo. Cái này gọi là hiện nguyên hình rồi đấy nhỉ. Là cái nền nhà là hiện nguyên hình rồi. Tới này là cái nhà nó vẫn như thế luôn. Nào từ từ nhá. Tiếp tục 3m20 từ từ. Đây. Tiếp tục. Mấy bên này 3m20 nhỉ. Đúng rồi. Ưu tiên cái buồng bên kia rộng một tí để ai xử trong mấy con trâu, mấy con bò. Không mấy nữa lại có mấy con gà ở đấy lại.
Đi 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 đi. Đi đi. Cái đường kia đi thì còn một đường không rắc à? Đường trong không rắc à? Rắc 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 luôn. Rắc đường trong nữa anh Sử ơi. Vâng. Ui, đây chứ. Đây kìa, bên kia, bên kia, bên à, kia. À, đây. Đói rồi, hơi lù lớn một tí. Mình cứ rắc vào tạm tạm này cho tí cho nó rắc. Rắc vào nhiều à? Thì hiện tại là ở trên xuống nhìn xuống là đã nhìn thấy rõ nét cái bản vẽ cái hình của ngôi nhà A Sử rồi. Thì nên nó cũng ra hết thôi, không không sao. Cái bên này là vẫn được rồi. Hiện nguyên hình rồi đấy. Và hai buồng sẽ vẫn như thống nhất là hai buồng để bên này. Đằng trước vẫn rộng đúng không? Đằng trước vẫn được 3 mét mấy? 3 mét. Vẫn, sân vẫn thoải mái rồi. 3 mét hơn đấy. Sân như này là ok rồi. Sân bây giờ là hết rồi mà. Như đợt đọ rồi còn mỗi có mỗi cái lối đi này. Đây thôi, từ đây sang thôi. Còn không được 50 phân. Như đợt trước là đi không được 50 phân, bây giờ là thoải mái rồi, vui chơi thoải mái rồi. Sân rộng rồi. Nhà quá đẹp. Như này là quá đẹp luôn rồi. Đó là tới này là đang tính là cái chỗ này là có điều kiện là Sử mua một cái bộ bàn ghế về để đây Sử nhá. Ngọc Am hay là cái gì thì để đây này. Thấy chưa? Nghiến. Rồi hay gì đấy là để đây, một bộ bàn ghế để đây và có một cửa sổ đây, là một cái cửa sổ đây nhỉ. Có đây chứ. Có đây. Đây. Cửa chính. Có thể là một cái cửa sổ ở đây. Ừ. Đấy, cái lối đi lại nó lại ở bên này. Một cái cửa bên này. Có thể là lối đi lại ở bên giữa kia không nhỉ? Cái chỗ này là em, tức là em... như khoảng này là khả năng là làm bếp được mà tốt nhỉ? Đúng rồi. Tầm này là làm bếp được rồi. Làm chỗ lên chỗ cái tách này này. Ừ. Mai em đổ đất vào đây hết đi. Láng cho nó sạch sẽ cái khu chuồng trại đi. Ừ. Thế này còn xử lý cái chuồng trại nữa. Anh Sử bảo xử lý sang bên kia xong rồi là mình làm cái ô này. Dịch sang bên kia nữa à? Dịch được không? Nó khoảng tầm 4 mét là được rồi. Không cần nhiều đâu, 4 mét thôi là được rồi. Đun bếp củi cần 4 mét thôi. Ủa sao ở cái mũ kia là có quả ổi trắng nhiều thế? Ổi trắng? Cái kia? Cái là... Quả gì đấy? Quả trứng à? Anh tưởng quả ổi trắng. Mẹ đi đâu rồi? Hay là bị ấy rồi? Mẹ đi chơi thôi gì? Đang đẻ à? Đang đẻ. Không, sến là có con. Có con à? Bây giờ con ớp không? Nó còn ớp không? Có à. Thôi bây giờ là muộn rồi cũng nghỉ thôi nhỉ, nghỉ chưa? Hả? Chưa. Hôm nay có nấu cơm cho anh em không? Đã. Vợ đi làm cái gì rồi? Hôm nay không thấy nhìn thấy vợ đâu. Ở trong này đi hộ công chen làm nương. Làm nương à? Thế không ai nấu cơm à? Hả? Thế bây giờ em phải nấu cơm được rồi. Bây giờ là xem 12 giờ rồi. 11 giờ rồi. 11 giờ 18. Cậu ít tình ơi, có ô mò đó. Hả? Đi nấu cơm đây. Nấu đi. Nấu cái gì thì nấu đây. Đấy, các bác như vậy thì đến giờ phút này thì ngôi nhà của A Sử đã hiện nguyên hình rồi. Gọi là hiện nguyên hình cái phần nền móng rồi các bác ạ. Có lẽ là cái thước phim này cũng được các bác chờ đợi rất là lâu rồi. Kể cả bản thân cháu Tuấn cùng với cậu Minh Hiếu cũng vậy. Lẽ ra là làm trước Tết rồi cơ. Nhưng mà vì lý do, nhiều lý do khác nhau. Đấy, do đó là đến ngày hôm nay cũng sau Tết gần một tháng rồi mới bắt đầu là được đo móng. Dỡ nhà thì dỡ từ hôm 16 rồi cơ các bác. Đấy, nói chung là mình làm cho các hoàn cảnh thì mình cũng vẫn làm. Nhưng mà mình vẫn tham khảo, mình vẫn xem là nguyện vọng của người ta là như thế nào. Đó, chứ không phải là mình tự quyết được. Mình không phải là mình đi giúp là mình tự quyết luôn 100% được các bác ạ. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào phong tục tập quán, rồi là phụ thuộc vào quan niệm của mỗi dân tộc, mỗi khác nhau. Và mỗi dòng họ, mỗi khác nhau. Đấy, do đó là cũng phải hỏi hết A Sử là làm như thế nào cho nó hợp lý. Thì A Sử cũng thấy rồi, một cái mẫu ở ngay gần nhà mình đã là đẹp lắm rồi.
nên là cũng mong muốn là nhà mình cũng được như thế thôi. Đấy là còn phải ước lắm mới được đấy các bác ạ, chứ không phải là đơn giản đâu. Đấy, các bác cũng biết rồi, quá trình kêu gọi làm nhà A Sử cũng rất là vất vả trong cái thời gian đầu. Đấy thì một phần là cũng cả hai cậu cháu đều được sự tin tưởng của các mạnh thường quân. Thì một thời gian thì cũng đã có những cái số tiền nhất định rồi. Đấy, đến ngày hôm nay thì cháu Tuấn cũng chưa tổng hợp được là bao nhiêu tiền là con số chính xác. Chứ còn ướm chừng là khoảng đó thì cũng đã tính mấy lần rồi các bác. Tại vì là thêm những cái số tiền của các bác gần đây nữa. Do đó là ngày hôm nay thì báo cũng trao đổi với cậu Minh Hiếu là như vậy. Đấy, và hôm nay thì anh em thợ cũng đã vào đo đạc rồi. Về số liệu thì cả hai cậu cháu thì cũng không giấu giếm bất cứ điều gì cả. Có bao nhiêu thì có ở trên video đấy hết. Đấy, số liệu thể hiện ở trên video hết. Các bác cũng nắm được rồi. Là chiều dài với chiều rộng là y chang giống như nhà của anh Cớ. Tới này là nhà Cớ là nhà Sử nó sẽ có những cái nó sẽ tiện đúng không? Đúng rồi, chính xác. Làm mái sẽ tiện hơn. Làm mái là mình có số liệu trước rồi. Đấy, mình phụ thuộc, mình dựa vào những cái căn nhà khác mình đã làm thì mình số đo mình chỉ cần được lấy từng đấy là mình đặt về luôn. Không phải đợi, bởi vì đặt tô nó rất là ngoằng. Nào là đợi đến chuyến xe rồi là đợi xe từ ngoài Yên Minh vào rồi là đợi người ta cắt cho. Có những đợt chậm trễ giống như nhà Xính ấy, dính vào cái cầu bay nữa, thế là mất nguyên một tuần. Là các bác thắc mắc tại sao là làm cái khung trước, tại sao không làm cái mái trước đi. Đấy, giống như ở nhà anh Cớ là lợp mái trước xong rồi về sau là chát sau, nhìn rất đẹp, không hở một tí nào luôn. Đấy, thế là ngay sau hôm nay thì có thể là Tuấn Hộ đặt tôn nữa nhé. Có được rồi, bây giờ thì được luôn. Có số liệu luôn. Là mình như thế là vẫn đặt như nhà Cớ thôi. Đúng rồi. Lấy công thức như nhà Cớ thôi. Dạ. Đấy, số đo như nhà Cớ thôi. Đúng rồi. Số liệu như nhà Cớ là gửi cho công ty người ta gửi lên thôi. Và có một cái như thế này, nếu mà bây giờ mình làm theo cái mẫu của nhà anh Cớ ấy, thì nhà anh Sử mình lại có kinh phí khác, nhưng mà theo cháu thì mình vẫn sẽ để là mình sẽ không làm dài giống như sang bên này luôn, để che cái phần hiên luôn. Ừ. Mà mình sẽ làm giống như nhà anh Cớ trước tạm thời đã. Bởi vì sau này ví dụ như A Sử có thể đi làm về trong khoảng 2 năm chẳng hạn, anh Sử mua được Pro hoặc là mua được tôn về chẳng hạn, thì có thể bắn một cái mái hiên y chang giống như nhà của anh Cớ. Đúng không? Đúng. Thì nếu như mà bây giờ là mình làm dài khoảng giống như nhà Sinh Di ấy, mình làm một cái A ra đây, thì bây giờ là tới nay mình làm cái mái hiên lại làm không được. Kể cả làm được thì nó hơi tốn đúng không? Hơi tốn, bây giờ mình mất luôn 2 mét vuông ở đây rồi đúng không? Cái tôn thừa nó không giải quyết được gì cả. Không giải quyết được, mà nó làm khó, đằng nhìn nó không đẹp. Đằng nào thì nó cũng vẫn phải, mái hiên nó vẫn phải trường vào thôi. Đúng rồi. Thì nó phí có nhiều. Đấy, theo như ý cháu thì nó vẫn làm giống như kiểu nhà của anh Cớ kia thôi. Đấy, mình vẫn sẽ để 50 phân nhỉ? Hơn 50 phân, 55 phân. Cháu thì 55 phân. Ví dụ nhà A Sử đấy, cái mặt đằng trước mình có thể để dài thêm một tí 60 anh được. Đấy, 60. Ở đằng sau thì có thể 50 anh được. Đấy, thì nó sẽ có một bên ngắn hơn, một bên dài hơn. Cái đấy thì, đấy là nói trước một xíu. Không thì tới này là khó vấn đề cái đặt tôn là mình cứ để 60 đi. Bởi vì Sử hiện tại thì cũng chưa có kinh phí để làm mái hiên được. Đúng rồi. Thì nó cũng phải sử dụng một cái thời gian. Đúng rồi, thì cứ 60 đi. Không gắn quá. Không, đấy là mưa phùn nó lại bay vào, nó bay vào cái cửa, đúng không? Nó lại làm ướt cái phần chân. Đúng rồi. Đấy, còn về cái móng của cái ngôi nhà thì cũng sẽ làm cao ráo thoáng mắt giống như hai nhà ở bên trên. Không, như này là đấy. Quá thoáng rồi, như này là nền là cao rồi, ok rồi. Tầm khoảng ngày tầm đầu vào là ngày là được. A Sử có mỗi cái hiên 40 phân thôi. Có mỗi hiên 450 con chưa được 50 phân. Để đi lại. Là lúc đi mình còn phải bám vào cái tường mình đấy, mới đi được đấy. Đúng không? Bây giờ sân có 3 mét sân ở đằng trước rồi, là quá rộng rồi. Như này là ok rồi, nền nhà là cao như thế rồi. Đấy là thoải mái rồi. Là có cái gì là cậu cháu mình thống nhất luôn, bởi vì là cũng rất khó để gặp nhau. Đúng gặp nhau vì thực ra thì có thể là gọi điện cho nhau được, nhưng mà để thông báo ở trên kênh cho các bác cùng xem ấy thì ít gặp lắm các bác ạ. Gọi điện thì nó cũng không thực tế được, nó phải đến cái chỗ này cơ. Dạ. Thì mới thực tế cơ. Nên là trao đổi như vậy. Đấy, ngày hôm nay thì các anh em thợ cũng vào đo móng rồi, bây giờ là các bác cũng nhìn thấy ở những cái đoạn video ngắn ở trên cao thì ngôi nhà của anh Sử hiện nguyên hình cái phần móng rồi. Ngày kia là anh Sử chính thức là đào, không biết là ngày kia là ngày mai. Đấy, anh Sử cũng bảo 2-3 thì cũng đào được, ngày nào đẹp thì anh Sử cứ tiến hành và đào thôi. Đấy, cái phần đào thì gia đình tự đào giống như những cái ngôi nhà khác để giảm tải cái chi phí xây nhà. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là cháu Tuấn cùng với cậu Minh Hiếu là xin được khép lại video tại đây. Nếu các bác cô chú anh chị
xem có những ý kiến đóng góp nào thì có thể là đóng góp cho hai kênh có cái nhìn nó đẹp nhất, có cái hướng đi nó đẹp nhất, làm sao thì mình giúp hoàn cảnh vừa được hài lòng hoàn cảnh xong rồi là mình cũng thoải mái, đúng không, và phù hợp với những ý kiến đóng góp của đa số khán giả, đúng rồi. Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, đúng không nào. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.